Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử Người Mẫu Lại Thanh Hương. Người mẫu Lại Thanh Hương sinh năm 1992 tại thành phố Hải Phòng, nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Lại Thanh Hương được biết tới là người không còn xa lạ trong giới thời trang. Cô bắt đầu bén duyên với nghề người mẫu từ cuộc thi Việt Nam Next Top Model vào năm 2010, mùa đầu tiên. Mùa thi có nhiều tên tuổi nổi tiếng hiện giờ như người mẫu Trần Hiền, Diệp Lâm Anh, Hoa hậu Hoàn Vũ Phạm Hương, stylist Bông Chuẩn, Tuyết Lan. Nhưng tại mùa thi này thì Lại Thanh Hương chỉ dừng lại ở top 15, một kết quả không mấy tự hào. Là người mẫu cá tính cùng với thân hình gợi cảm, Lại Thanh Hương đã có được cơ hội thử sức với nghề diễn viên khi được đào tạo đạo diễn Che Linh Nguyễn mời tham gia một vai diễn nhỏ trong bộ phim Để Mai Tính. Cái tên Lại Thanh Hương còn được gây chú ý vì cô có mối tình kéo dài tới 8 năm cùng với siêu mẫu Vũ Mạnh Hiệp. Cặp đôi đã từng tuyên bố sẽ có đám cưới vào cuối năm 2016, nhưng tới đầu tháng 3 năm 2016, cô và bạn trai đã tuyên bố chia tay khi có yếu tố xuất hiện của người thứ ba. Lại Thanh Hương vướng vào ồn ào khi cảm nắng ca sĩ Ranbi. Cô đã tự nhận mình là người có lỗi, cô chia tay bạn trai vì mặc cảm mình gây lỗi. Sau mọi sóng gió thì cô và Mạnh Hiệp đã quyết định bỏ qua mọi lỗi lầm để quay lại với nhau xây dựng tình cảm. Ngoài công việc người mẫu thì Thanh Hương còn làm thêm công việc DJ để có thể có điều kiện xây dựng cuộc sống với bạn trai. Hiện Lại Thanh Hương đang được nhiều khán giả quan tâm khi là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi Việt Nam Next Top Model năm 2017. Mùa thi của những thí sinh là những người mẫu chuyên nghiệp. Trước khi bước vào cuộc thi, Lại Thanh Hương đã từng được cho là có lợi thế khi từng là học trò của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, là một trong bộ ba giám khảo cuộc thi Next Top. Chương trình được chiếu trên kênh VTV3 và thu hút được nhiều khán giả theo dõi. Một số giải thưởng mà Lại Thanh Hương đã đạt được: danh hiệu siêu mẫu phong cách cuộc thi siêu mẫu Việt Nam vào năm 2013, giải thưởng thí sinh catwalk đẹp nhất trong cuộc thi Elite Model Log vào năm 2014, top 8 cuộc thi truyền hình Tôi Là Diễn Viên năm 2015, giải thưởng trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi Miss All Nation năm 2016. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.